quy trình chăm sóc khách hàng cho ngành dịch vụ. Tôi là Phạm Thị Sâm, hiện tại thì tôi đang làm nghiên cứu và đào tạo tại trường đào tạo kinh doanh Thina, Thina Business School. Với khóa học này thì chắc hẳn là bạn đã hoặc đang làm trong ngành dịch vụ hoặc đang quan tâm đến ngành này đúng không nào? Bạn thử nghĩ xem là trong ngành dịch vụ thì yếu tố nào là quan trọng nhất? Rồi đó là chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng chính là lõi, là xương sống của ngành dịch vụ. Ví dụ như chị Hoa đến tiệm làm tóc A thì sản phẩm chỉ là toàn bộ các yếu tố bao gồm: thứ nhất là chất lượng của sản phẩm, cách uốn chị Hoa chọn; thứ hai là điều kiện cơ sở vật chất; thứ ba là giá; thứ tư là địa điểm tiệm tóc; thứ năm là thái độ và kỹ năng của nhân viên cắt tóc trong suốt quá trình từ lúc nhân viên tư vấn mẫu tóc; thứ sáu là quá trình tiến hành làm tóc cho đến khi chị Hoa có một bộ làm tóc mới hoàn toàn. Chính vì đặc điểm đặc thù chăm sóc khách hàng là lõi, là xương sống của ngành dịch vụ. Nhưng là tiếc thay thì nhiều đơn vị, nhiều công ty, cửa hiệu đang làm trong ngành dịch vụ chưa thực hiện hiệu quả hoạt động cho khách hàng, và tỷ lệ giữ chân khách hàng thấp. Cụ thể là đa số đơn vị có dưới 10% khách hàng quay lại. Theo số liệu của Hiệp hội Nghiên cứu Tiếp thị Nhật Bản trích dẫn trong buổi hướng dẫn cách phục vụ khách hàng theo tinh thần của Nhật cho đại diện khách sạn Lữ Thành, Thành phố Hồ Chí Minh hôm 29/6/2017 nói rằng tỷ lệ khách quay lại cao hay là thấp phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ. Khi dịch vụ được khách hàng đánh giá là hài lòng thì tỷ lệ khách hàng quay lại là 20%, còn rất hài lòng thì tỷ lệ này lên đến là 70-80%. Một cái thông kê nữa tại trường đại học kinh doanh Harvard: khi tỷ lệ giữ chân khách hàng tăng 5% thì lợi nhuận sẽ tăng 25-95%. Con số này rất cần được xem xét khi đánh giá các chiến lược chăm sóc khách hàng, duy trì sự trung thành giữ chân khách hàng tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Thực trạng các đơn vị, các doanh nghiệp làm trong ngành dịch vụ Việt Nam như là làm đẹp, giáo dục, bảo hiểm, du lịch, tư vấn tài chính, thẩm mỹ, tư vấn thiết kế, nhiều lĩnh vực khác, hầu hết thì chưa có quy trình chuẩn chỉ để bảo chữa khách hàng. Thứ hai là chưa có tiêu chí trong công việc, chưa đo lường được hiệu quả. Thứ ba là có một số khó khăn khi làm, chưa có giải pháp cách giải quyết tối ưu. Và cuối cùng là chưa có chương trình cho khách hàng tối ưu để giữ khách hàng. Bản thân tôi hiểu được các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp lo lắng trăn trở để tăng tỷ lệ khách hàng cũ quay lại, hay là gọi là giữ chân khách hàng, cũng như sự thiếu kiến thức, sự ham học hỏi, sự cầu thị cần kiến thức bài bản hệ thống của các bạn đang làm nhân viên cho khách hàng trong ngành dịch vụ, và đồng cảm các bạn sinh viên muốn dấn thân vào nghề cho khách hàng trong ngành này và cái khóa học quy trình chăm sóc khách hàng trong ngành dịch vụ này ra đời. Khóa học này sẽ giúp cho nhà quản lý, chủ doanh nghiệp, nhân viên, sinh viên thứ nhất là hiểu được bản chất của ngành dịch vụ và có hiểu được vai trò của ngành dịch vụ; thứ hai là hiểu được marketing 7P trong ngành dịch vụ; thứ ba là hiểu được bản chất, làm được quy trình 5 bước trong ngành dịch vụ và giữ chân khách hàng, tăng tỷ lệ khách hàng quay lại; thứ tư là xác định được mục tiêu hoạt động cho khách hàng, đo lường kết quả, đánh giá được tỷ lệ quay lại khách hàng và đánh giá chất lượng cho khách hàng trong ngành dịch vụ.